Dạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu công nhận Palestine là nhà nước quan sát viên phi thành viên, đem lại thắng lợi ngoại giao quan trọng cho Tổng thống Mahmoud Abbas, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ và Israel. Với 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nâng Palestine từ thực thể quan sát viên thành nhà nước quan sát viên, theo đó cho phép Palestine tham gia các cơ quan của Liên Hợp Quốc và ký các hiệp ước quốc tế. Trong bài diễn văn dài 22 phút được Đại hội đồng hưởng ứng nhiệt liệt, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết sự có mặt của Palestine tại Liên Hợp Quốc là nhằm thực hiện những nỗ lực nghiêm túc để đạt được hòa bình. Cộng đồng quốc tế hiện đang đứng trước cơ hội cuối cùng để tiến hành các biện pháp bảo vệ hai nhà nước. Palestine hiện diện ở đây ngày hôm nay nhằm nỗ lực bảo vệ các khả năng và nền tảng của một nền hòa bình mà người dân sống trong khu vực luôn mong ước. Mặc dù Palestine chưa trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, song đây là bước đi quan trọng trong việc công nhận nhà nước Palestine độc lập. Trong bài phát biểu, Tổng thống Palestine cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc cấp giấy khai sinh thực sự cho nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel. Tại Palestine, trong đó có bờ Tây và dải Gaza, những người dân xem tường thuật buổi bỏ phiếu vỡ òa trong mừng rỡ. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường hò reo ăn mừng sự kiện lịch sử. Là một người Palestine, tôi rất tự hào. Tổng thống đã đại diện cho chúng tôi. Ông đã thực hiện ước mơ của chúng tôi một cách thật vĩ đại. Hôm nay, chúng ta ăn mừng chiến thắng của Palestine. Từ nay, Palestine sẽ được hiện diện trên bản đồ thế giới, giống như bất kỳ quốc gia nào khác. Pháo hoa cùng những tiếng chuông nhà thờ rung lên trên khắp các ngả phố của Bethlehem để chào mừng chiến thắng. Ngày 26 tháng 11, Palestine đã công bố một dự thảo nghị quyết đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chấp thuận Palestine là một nhà nước quan sát viên tại Liên Hợp Quốc, thành lập một nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967 và thủ đô là Đông Jerusalem. Dự thảo này đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cân nhắc một cách thiện ý, yêu cầu trở thành thành viên đầy đủ mà Palestine đưa ra một năm trước, nhấn mạnh sự cấp thiết nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ tháng 9 năm 2010, sau khi Israel từ chối đề nghị của Palestine gia hạn lệnh tạm ngừng mở rộng các khu định cư Do Thái trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Dự thảo này đã được đa số các quốc gia Liên Hợp Quốc ủng hộ. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng việc nâng cấp quy chế cho Palestine tại Liên Hợp Quốc là một cú hích góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel. Tuy nhiên, bất chấp sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, Mỹ và Israel, hai trong số 9 nước bỏ phiếu chống, vẫn lên tiếng chỉ trích kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Susan Rice cho rằng nghị quyết của Liên Hợp Quốc là không thích hợp và phản tác dụng, ngăn cản con đường đi tới hòa bình giữa Palestine và Israel. Tiến trình hướng tới một giải pháp trước mắt và lâu dài không thể được thực hiện bằng cách chỉ nhấn nút ủng hộ trong hội trường này và cũng không phải bằng cách thiết lập nên một nhà nước hay thay đổi thực tế đang diễn ra. Với những lý do trên, cuộc bỏ phiếu không nên được bất cứ ai hiểu sai là tạo thành tính hợp pháp cho tư cách thành viên Liên Hợp Quốc. Cuộc bỏ phiếu này cũng không xác nhận rằng Palestine là một nhà nước. Về phía Israel, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố ngay sau cuộc bỏ phiếu trên rằng nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc đã vi phạm các thỏa thuận hiện tại với Israel và chính phủ Israel sẽ có hành động phù hợp để phản hồi. Tôi biết rằng đêm nay người dân Ramallah đang ăn mừng. Nhưng khi bữa tiệc ăn mừng đã kết thúc và khi họ thức dậy vào sáng sớm mai, họ sẽ thấy một sự thật rằng không có điều gì thay đổi. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề trước mắt là phải tiến hành một cuộc đàm phán hòa bình theo đúng nghĩa của nó. Bên cạnh các nước bỏ phiếu ủng hộ và phiếu chống, thì cũng có không ít nước bỏ phiếu trắng do không nhận được các đảm bảo trong việc Palestine sẽ quay trở lại bàn đàm phán hòa bình và không theo đuổi việc kiện tụng Israel ra tòa án hình sự quốc tế. Với việc nâng vị thế tại Liên Hợp Quốc, giờ đây Palestine có thể tiếp cận các cơ quan quốc tế như Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi xét xử những người mang tội danh diệt chủng, tội ác chiến tranh và những vi phạm nhân quyền khác. Palestine cũng có thể tham gia vào các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc như UNICEF, UNESCO. Theo một báo cáo của Thông tín viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 8 năm 2008 về tình hình nhân quyền của người Palestine ở những vùng Israel chiếm đóng từ cuộc chiến 6 ngày năm 1967, chính phủ Israel đã có những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền quốc tế đối với người Palestine trong vùng lãnh thổ chiếm đóng, đặc biệt là ở bờ Tây và dải Gaza. Hơn 40 năm chiếm đóng của Israel đã khiến người dân Palestine bị tước đi các quyền căn bản về mặt pháp lý, giáo dục, y tế, kinh tế và văn hóa, để lại các hậu quả xã hội nghiêm trọng và lâu dài.
Chiến thắng của Palestine trong việc trở thành quốc gia quan sát phi thành viên của Liên Hợp Quốc cũng đồng nghĩa với thất bại về mặt ngoại giao của Israel và nước đồng minh Mỹ. Bằng lá phiếu của mình, cộng đồng quốc tế đã chọn một đường lối ôn hòa mà Tổng thống Mahmoud Abbas theo đuổi để mưu cầu hòa bình lâu dài, công bằng và dựa trên thương lượng giữa Israel và nhà nước Palestine độc lập tồn tại trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Bởi khi vị thế của Palestine được nâng tầm, họ sẽ có địa vị ngang hàng với Israel trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai. Và như thế, một bản nghị quyết hai nhà nước cùng tồn tại song song sẽ có cơ hội tái sinh. Trước thành công này của Palestine, Israel đã lùi một bước so với các đe dọa ban đầu về việc trả đũa nặng nề khi Palestine tìm kiếm công nhận của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Israel đã bình luận rằng việc nâng vị thế này coi như Palestine đã quay lưng lại với các giải pháp để đạt được hòa bình trên bàn đàm phán. Chiến thắng của người Palestine hôm nay cũng cho thấy một thực tế không kém phần khắc nghiệt, đó là giấc mơ độc lập thực sự của họ còn rất xa khi trước mắt là vô vàn khó khăn chồng chất. Palestine chỉ đạt được độc lập chừng nào đạt được đàm phán hòa bình với Israel, trong khi Tel Aviv đã cảnh báo rằng hành động của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay chỉ khiến trì hoãn giải pháp cuối cùng. Trong khi đó, Palestine vẫn còn quá nhiều hạn chế do không thể kiểm soát đường biên giới, không phận và thương mại. Chính quyền tại Gaza và bờ Tây bị tách biệt và không có cùng phương pháp đi đến mục tiêu chung là hòa bình và độc lập. Palestine cũng không hề có cảnh sát và quân đội thống nhất. Nền kinh tế của Palestine hầu như phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, sản xuất khó khăn vì điều kiện hạ tầng hầu như không có. Chưa hết, Mỹ đã tuyên bố ngay từ đầu là Washington sẽ dừng viện trợ cho Palestine và một số khoản đóng góp của họ cho Liên Hợp Quốc nếu Palestine được nâng quy chế. Trong lúc này, chính quyền dân tộc Palestine vẫn chưa thể lập tức giải quyết các khó khăn về tài chính và tìm kiếm viện trợ để trang trải cho các hoạt động của mình. Với những thực tế trên, có thể nhận thấy hành trình đi đến độc lập của Palestine vẫn còn quá gian nan.